Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Như ở tập trước các bạn theo dõi thì cũng đã biết là mình đã đi vào hộ nhà bà Thò Thị Thi để trao tặng cái món quà, xuất quà trị giá là 2 triệu đồng của anh Vũ Hồng Việt cho gia đình. Thì hôm qua thì mình có vào thăm hỏi hộ gia đình và tặng cái xuất quà là 500.000, còn xuất quà trị giá là 1 triệu rưỡi là mua một con lợn. Là hôm nay là ngày chủ nhật thì Nắng Cao Nguyên có đưa cháu, em là cháu của bà đúng không? Em là tên là gì? Lầu Mí Ly à? Em Lầu Mí Ly thì năm nay mới 17 tuổi phải không? Ừ, thì là cũng có, nói thật là có vợ có con rồi, con cũng vừa được, con em được bao nhiêu tháng rồi? Được 1 tuần đấy á? Được 3 tuần à? À, thế là con em Ly thì có được 3 tuần mới lấy vợ xong, thì hôm nay là hai bà cháu là đi bộ từ xã Cán Trung Phìn ra đây, là cũng từ cái chỗ hôm qua mình đến thăm hộ gia đình ấy, chỗ nhà em khị em Ly nhỉ? Chỗ ở chỗ nhà em Ly ấy thì là mình nghĩ là khoảng tầm hơn chục cây số đi bộ các bạn ạ. Phải, mình chắc cũng ngán phết đấy. Hôm nay là ngày chợ chủ nhật thì mình sẽ dẫn hai bà cháu đi mua một con lợn để về nuôi rồi là phát triển về vấn đề kinh tế. Còn bây giờ thì trước khi đi thì mình sẽ đưa hai bà cháu để đi đi ăn bát phở, ăn buổi sáng đã thì mới có sức để đi tìm lợn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi nhá. Em Khi thì bình thường là em chỉ ở nhà làm nương thôi à? Làm nương à? Em Khi thì từ nãy giờ trước khi mà quay phim ấy thì mình cũng có tiếp xúc và nói chuyện với em Khi, em cũng khá là nhút nhát, cũng không nói mấy đâu các bạn. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi. Trời này, mọi người xem trời sương, trời mèo vạc, mây đen kịt luôn. Đây, hiện tại mình đã đến quán phở bò, hôm nay sẽ mời hai bà cháu đi ăn phở bò nhé. Đây, đi vào trong này, đây. Đấy, mời hai bà cháu đi ăn phở bò. Đấy. À, chú ạ, chú cho cháu 4 bát phở bò đấy. Vâng. Đây, phở ra rồi. Đây, cháu xin. Đây, để cho B2 cho mẹ bà cháu này trước. Ăn phở bò đấy. Đây, cháu xin. Ôi, nào. Đấy, thôi em ăn đi. À, bà ăn đi bà. Đây, ăn đi. Đây, cho gia vị các thứ rau nhé, ăn đi. Đấy, ăn đi. Em lấy đi. À, vừa nãy mình chưa hỏi rõ thông tin các bạn ạ. Thì sáng nay thì hai bà cháu là bắt đầu từ 4 giờ sáng bắt đầu đi từ trong Cán ra. Từ bắt đầu từ nhà ra thì bắt đầu bây giờ là 6 rưỡi 7 giờ. Ồ, không sao đâu. Mà thôi ăn đi. Bây giờ 7 giờ mới ra đến nơi. Thôi ăn đi, đó chắc đi đường đi bộ đói rồi thì ăn đã. Nhá. Ăn đi, à, không biết ăn. Ăn rau rồi đi nhá. Đấy, ăn đi. Ừ. Có cần mì chính không? Không ăn mì chính à? À, con này mình lại không ăn mì chính à? Vâng. À, em lại kiêng ăn mì chính à? Không thích ăn mì chính á? Nhưng mà sợ đau bụng. À, sợ đau bụng á? À, ăn mì chính là đau bụng. Mà không nên ăn mì chính á, thật. À. Ôi các bạn ơi, trời đang mưa. Đây, về đi. Đấy, che lên. Anh không cần, tí về thay quần áo được. Hôm nay thì cũng có cô giáo Ma Thị Dành là cũng đi cùng mình để làm phiên dịch các bạn. Ô à, đấy cháu mua cho bà một cái ô nữa. Đấy, mua cho bà một cái. Đây, mình cũng lấy một cái, mưa quá. Đấy. Bà thích cái nào? Đấy, lấy cái đấy nhá. Thế ba cái này bao nhiêu tiền cô ơi? Đây một cái ô này. Cái này là
Vâng, 150 à, mốt. Thế là 160 đúng không cô? Ồ, mưa quá mọi người ạ, mưa nên là phải mua ô. Thì mình cũng mua tặng cho hai bà cháu một cái ô luôn. Đi ra đi xem lợn ở trên này mà. Con lợn này bao nhiêu đấy? 3 triệu. 3 triệu à? Chợ vùng cao, chợ biên giới các bạn ạ. Trời mưa bà con vẫn đi chợ rất là tấp nập. Vẫn còn đông vui lắm. À đây có xe ca, tí nữa ra đây xe này có về không? Ờ. Không về đấy à? À. Thế xe ở chỗ nào? Xe đằng trên kia. Ờ thế tí nữa anh đưa lên xe trên đấy nhá. Chỗ bán rượu của bà con này. Rượu này chủ yếu rượu tự nấu đây các bạn nhé. Rượu tự nấu từ nhà mang ra. Hôm nay thanh niên Ly này đi ra chợ huyện nên là ăn mặc quần áo rất là đẹp các bạn. Mình tưởng là em ấy có xe máy em chở bà ra ngoài này. Thì hôm qua mình có hẹn là buổi sáng thì bà ra. Mình tưởng là em Ly này có xe máy sẽ chở bà ra, anh ở không có, hai bà cháu đi bộ từ 4 giờ sáng. Đi gần 3 tiếng đồng hồ với ra đến huyện các bạn ạ. 2 tiếng rưỡi. Này Ly, anh bảo này, bây giờ anh thì anh không biết chọn lợn thì em ra em chọn nhá. Thích con nào thì hỏi giá để xong là chả cố gắng là mua cái con mà tầm 1 triệu thôi. Còn để lại còn tiền thừa còn mua sắm nhá. Đây đi vào trong này. Đi vào trong này. Đi sang đường bên này, lợn người ta bán ở đây, đi vào đây. Đấy, chỗ khu vực này, khu vực bán gia súc, gia cầm các bạn. Đây này, ra hỏi lợn đây đây. Đấy, em tìm em thích con nào thì thử hỏi xong là để anh trả giá cho đâu. Đây này, tìm đi. Đây chỗ khu lợn này. Hả? Bà tìm đi. Thế là bà tìm, chắc là em không biết. Ừ, bảo bà là tìm con tầm 1 triệu nhá. Trời mưa quá các bạn, đi chỗ này nó bẩn đông người nữa. Lợn đây. Chưa mùa đấy, chưa mùa. À, Itu Hantou à? Itu à, ở chỗ P. Ở chỗ P á, là 2 triệu 3 á. Ừ. Ô chào. Em bé tí này 2 triệu á. À? Tìm lợn nuôi, đi tìm lợn nuôi ấy. Bà đâu? Đấy. Con lợn này, à, Itu Hantou Xiên à? Itu này, Hantou. Ờ, tú ni. Ô chào plau á. 2 triệu tư á. Ô. Mấy con mẹ bé này mà 2 triệu, hơn triệu, à hơn 2 triệu các bạn ạ. Đi tìm một con, có con tầm 1 triệu rưỡi, chị 1 triệu không? Ở đây có con tầm 1 triệu rưỡi đến 1 triệu không em? 1 triệu, 1 triệu thì không có. Hả? Ờ, thế thì vẫn phải mua con 1 triệu rưỡi phải đắt lắm các bạn ạ.
Thế cứ đi tìm thôi. Bà đang xem, đang đi tìm các bạn. Đây, sang bên kia nè. Bà ơi. Kìa, sang bên kia. Đây, sang bên kia. À, ít tù nè. Nè, ít tù hàn tàu. Hả? À? Không bán. À. Đây, không bán à. Đi, đi sang bên kia bà ơi. Đây, sang bên kia. Nè, bán bao nhiêu tiền một con đấy? Hả? Bán bao nhiêu tiền một con đấy? Một con 2,5 triệu. Đắt thế? Ở đây có con nào tầm 1,5 triệu không? Ủi đợt lợn đắt lắm, con này lợn giống toàn 2 triệu một con các bạn ạ. Đây đi sang bên này bà, ở đây ở đây lợn đắt lắm. Đi sang bên này cho này. Nè, ít tù hàn tàu xia à? Hả? Ô, chầu chi á? Ô, 2,5 triệu. Có con nào là ít chầu không? Ít chầu chi không? Chỉ mua. Mình có hỏi là họ có bán 1,5 triệu không? Nhưng mà họ không bán. Bà ơi, đây, con này được không? À. Ừ? Vì là bảo bà là chỉ có 1,5 triệu để mua lợn thôi nên là cũng không mua được con to đâu. Đây, xem con này được không? Không có tiền bù vào thì mình mua con tầm 1,5 triệu thôi nhá. Vâng. Đây này, con này được không? Hả? À? Con hai con kia. Hàng kia bao nhiêu? Con 1,6 triệu. Đây là hai con này. Nhà này nhỉ ông? Đây 1,6 triệu, hai con này 1,6 triệu. Đây này bà ơi, bà ra đây, anh muốn mua một tặng hộ gia đình này một con ấy. Hả? Nè, mua con tầm 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu à? Không, lợn trên mình. Lợn mông thì không có à? Thế em mà cái con 2,6 triệu bán giảm giá đi. À, con 1,6 triệu ấy. À, con này là con lợn mình chứ. Lợn mình mà. Ừ. Hả? Bà có thích con này không? Con này có được không? Đây con lợn bé bé này. Con bé hơn con khác thì nó sẽ rẻ hơn các bạn. Hả? 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 Nè. Ít chào chào á là 1,6 triệu à? 1,4 triệu nhá. 1,4 triệu giả tiền luôn này. Hả? Đúng 1,5 triệu để bán. Ờ. Thế là hết tiền à? Thôi. 1,4 triệu nhá. 1,4 triệu. Nhá. Bà lấy con này nhá. Hả? Vì là cái này anh là chỉ có 1,5 triệu thôi. 100.000 đi xe cho để đi xe. Đi chợ Plau nhá. Nhá. Được không bà? Nhá, đi chợ Plau nhá. Ờ, ô thế là mua con này 1,4 triệu đây. Được không? Con này được không bà? Nè, ít tù được không? Được gì? Ờ. Đây, đây thì mình đây là con lợn của bà đây các bạn ạ. Đây. Đó. Nè. Con này nếu 1,4 triệu mua được không em? Được ba. Hả? Nhưng mà bà có thích, hỏi bà xem có thích con này không?
thích cái gì? Ờ, để anh trả tiền nhá. Dạ. Này. Ít chào này, thấy không? Ít chào. Ít chào à? Ít chào. Ít chào à? Ít chào không phải ít chào à? Đây. Được chưa? Ờ nhá, thế là 1.400.000 nhá. Đây thì mình đã mua được lợn cho bà rồi. Bà Thi đây con lợn. Con lợn tròn quay luôn. Con cái, cái. À. Đây là con lợn cái để bà làm giống nhá. Đây thế là bà được một con lợn này thì mình bây giờ mình sẽ đưa bà đi đi ra bến xe. À đây. Đây bà nhá. Thế có nghĩa là con lợn này 1.400.000 thì còn 1.500.000 đúng không bà? Thì bây giờ là 1.400.000 còn 100 thì cháu gửi bà nhá. Cháu gửi bà, đây là tiền của bác Vũ Hồng Việt nhá. Ở dưới Hà Nội là mua cho bà con này nhá. Đấy bà cười tươi cho các bạn. Tròn quay nhắc lên to thế. Đấy cho lợn vào đây. Bây giờ đi ra kia để mua cho một cân thịt lợn ở dưới này này, ngay dưới. Vâng. Cháu mua mỗi loại 4 cái, 5 cái, mỗi loại 5 cái, cái này 5 cái, cái này 5 cái. Về cho ấy. Là bao nhiêu tiền ấy cô? Để 10 cái này không? Vâng. 50.000 à? Đây. Vâng. Chị buộc vào em ấy. À, em cảm ơn. Chị ra đây. Này cầm lấy anh mua cho nhá, mua cho mang về cho bánh về cho vợ. Cầm lấy. À, không gì đâu, đi xong em mua thêm cho con thịt đã. Đi. Đâu bà thích ăn cái gì? Cho một cân thịt ngon ngon à. Hả? Ừ. Một cân này bao nhiêu tiền? Hả? Đây đây, 180. 180 à? Ừ. Mày cắt đi cho họ đi đã. Cắt đi xong. Đấy. Hả? Xem đủ 1 cân nha. Một cân hai 200 luôn nhá. 200 bà đưa anh. Hả? 1 cân 2 là 230. Thế lấy anh tròn 200.000. Cắt một ít đi nữa. Ừ. Rồi bán thế được. Đây. Thôi. Cân mốt rồi. Hả? Cân mốt là... Một lạng nữa mày lấy. Nó hư rồi. Cái gì? Thừa đâu? Cân 1 cân 8. Ừ, còn 1 lạng. Có 18.000 nữa thôi. Nhỏ là mà thôi. Mày phải thêm cho nó. Thôi, thêm vào tí nữa. Mua cho bà con mà. Bà con mình mà. Thôi, cho luôn cái cục này đi. Mỗi một tí mà. 2.000 mỗi một tí này. 2.000 tiền. Đây nhá. Đây cháu mua cho thêm cho bà 1 cân thịt để mang về cho cháu dâu nhá. Ừ. Thôi bây giờ thì anh đưa lên trên chỗ bến xe nhá. Chỗ xe ở chỗ nào? Đi thì đi. Thôi cháu đi lên trên này thì. Nhà tận đi bộ từ trong cán ra cô ạ. Vâng. Đi.
Đây lên đây thì anh lái xe. Đây là hai bà cháu này là bao nhiêu tiền đi vào cán đấy để em gửi luôn. Đây á? Vâng. 40.000 em ạ. 40.000 à? Tốt mua chứ ạ. Mấy tốt mua. Mua ít đủ à? Mua chỉ tầm thấy nè. Thôi mua à? Có một người thôi, 20.000 em ạ. Một người á? Thế là bà đi bộ á? Đi xe máy. À bà đi xe máy với ai? Mua chỉ tàu này. Là như nào? Bà không đi ô tô, bà đi xe máy. À vâng. Ô tô đi không được. Bà cầu dung tua. Nhưng mà có bà đi xe máy cùng ai? À cái anh vừa nãy gặp đấy á. À thế anh đi xe máy à? Đây nhá. Đấy thế là anh mua cho một con lợn xong là về nhá. Về chăn nuôi xong là mấy hôm nữa là anh vào kiểm tra chưa? Không được thịt đâu nhá. Đây. Để vào đấy. Rồi thế anh chào hai bà cháu nhá. À. Chào anh nữa nhá. Ừ. Thôi cháu chào bà nhá. Nè. Không sao. Cháu chào bà nhá. Vâng, về chăn nuôi nhá. Không có gì đâu. Thế bây giờ hai bà cháu đi về nhá. Xong mấy hôm nữa cháu lại vào thăm lại nhá. Thôi chào bà hai bà cháu nhá. Rồi vậy là mình đã đi mua lợn cho hai bà cháu xong. Một mất cũng cả buổi sáng các bạn ạ. Bây giờ video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video hay hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.